Cảm ơn các bạn đến với kênh Võ Thuật Mã Thanh Hiền. Khởi động trước khi tập võ không chỉ giúp làm nóng cơ bắp, tăng cường lưu thông máu mà còn giảm nguy cơ chấn thương và tăng tính linh hoạt. Đặc biệt, nó giúp bạn tập trung tinh thần, sẵn sàng cho từng động tác khó, đảm bảo buổi tập hiệu quả và an toàn hơn. Phần 1. Khởi động cổ. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần cổ, ngửa cổ ra sau, cúi cổ về trước, thực hiện động tác này 10 lần. Sau đó, quay cổ sang phải và sang trái 10 lần. Cuối cùng, xoay cổ theo vòng tròn, mỗi vòng 10 lần. Lưu ý, hãy làm chậm và chắc chắn, cảm nhận từng khớp cơ cổ của mình. Phần 2, khởi động vai. Tiếp theo, chúng ta sẽ khởi động phần vai. Khởi động vai giúp cơ thể linh hoạt và giảm nguy cơ chấn thương khi tập luyện. Động tác số 1, đánh tay trước sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với động tác đánh tay. Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, đưa hai tay về phía trước. Sau đó, đánh mạnh tay ra phía sau. Hãy thực hiện động tác này nhịp nhàng, tay di chuyển thoải mái. Thực hiện động tác này 10 lần. Lưu ý, khi đánh tay, giữ lưng thẳng, đừng gồng vai quá mức. Động tác số 2, xoay vai. Tiếp theo, chúng ta sẽ xoay vai, đưa hai tay lên vai về phía sau. Sau đó, xoay tròn về phía sau, xoay chậm rãi và cảm nhận phần vai được giãn ra. Xoay vai về phía sau 10 lần, rồi đổi chiều, xoay vai về phía trước 10 lần. Lưu ý, giữ lưng thẳng và thực hiện động tác này nhẹ nhàng để tránh áp lực lên vai. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần khởi động vai. Bây giờ vai của bạn đã được làm nóng và sẵn sàng cho những bài tập tiếp theo. Phần 3, khởi động hông và eo. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần khởi động hông và eo. Đây là phần cực kỳ quan trọng để duy trì sự linh hoạt và thăng bằng trong các bài tập võ thuật. Động tác 1, nghiêng hông. Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đặt hai tay lên hông, nghiêng người sang phải, cảm nhận sự kéo giãn ở phần eo và hông bên trái. Trở về tư thế ban đầu, rồi nghiêng sang trái, thực hiện động tác này 10 lần mỗi bên. Lưu ý, giữ lưng thẳng, không được uốn cong người về phía trước hay ra sau. Thực hiện động tác chậm rãi để cảm nhận rõ sự căng giãn ở hai bên eo và hông. Động tác số 2, vận hông. Tiếp theo là vận hông. Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, hai tay đặt lên hông hoặc bắt chéo phía trước ngực. Xoay phần hông và eo sang bên phải, giữ cho chân và phần thân dưới cố định. Trở lại vị trí ban đầu, sau đó xoay qua bên trái. Thực hiện động tác này mỗi bên 10 lần. Lưu ý, chỉ xoay phần hông và eo, tránh di chuyển phần đầu gối và giữ cơ thể thăng bằng. Động tác 3, xoay hông. Tiếp theo chúng ta sẽ xoay hông. Đặt hai tay lên hông, thực hiện động tác xoay hông vòng tròn lớn. Xoay theo chiều kim đồng hồ 10 lần, sau đó xoay ngược lại 10 lần. Lưu ý, giữ lưng thẳng, đừng để phần lưng cúi quá nhiều về phía trước hay ra sau. Chuyển động cần nhẹ nhàng, tập trung vào phần hông và eo. Động tác số 4, khum về trước, ngã về sau. Cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện động tác khum người về trước và ngã người ra sau. Đứng thẳng, hai tay chống hông, cuốn người về trước với một cách nhẹ nhàng. Cảm nhận sự kéo giãn ở lưng và dưới hông. Mở rộng ngực và cảm nhận sự giãn nở của phần lưng trên. Thực hiện động tác này 10 lần. Mỗi lần khum về trước, ngã về sau đều phải thực hiện nhẹ nhàng và từ từ. Lưu ý, đừng cúi quá sâu hoặc ngã quá xa để tránh căng cơ. Giữ nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn. Thực hiện động tác. Kết thúc khởi động hông và eo. Sau khi hoàn thành các động tác này, hông, eo và lưng của bạn đã được làm nóng và sẵn sàng cho các bài tập tiếp theo. Hãy luôn nhớ giữ sự linh hoạt và kiểm soát trong từng động tác để tránh bị chấn thương. Động tác 5, ngồi xuống, đứng lên, xoay khớp gối và ép chân. Động tác số 1, xoay khớp gối, đứng thẳng, hai chân khép lại, đặt tay lên đầu gối, hơi khom người xuống, xoay khớp gối theo vòng tròn nhỏ 10 lần theo chiều kim đồng hồ và sau đó xoay ngược lại 10 lần. Lưu ý, giữ lưng thẳng và di chuyển phần đầu gối, đừng xoay quá nhanh để tránh căng cơ. Động tác 2, ép chân sang phải và sang trái. Hướng dẫn, đứng thẳng, chân rộng hơn vai một chút, chuyển trọng lượng cơ thể sang chân phải, gập gối phải và ép người xuống. Giữ cho chân trái thẳng và cảm nhận sự căng giãn ở đùi trong chân trái. Sau đó đổi bên, chuyển trọng lượng cơ thể sang chân trái và ép xuống. Thực hiện động tác này 10 lần mỗi bên. Lưu ý, giữ lưng thẳng, hông không đẩy về phía sau. Hãy thực hiện động tác từ từ để đảm bảo sự căng giãn cơ được tối ưu.
hữu ích. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký để theo dõi nhiều nội dung hấp dẫn.